Mến chào khán giả, vào buổi trưa hôm nay em có mặt tại dòng sông của Dàm Kỳ Hôn này. Em quay những chiếc xà lan chở hàng qua lại trên Dàm Kỳ Hôn cho khán giả cùng xem. Vào buổi trưa hôm nay, mến chúc khán giả được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc xà lan của Sài Gòn chở những thùng hàng, mà chiếc xà lan này nhỏ. Thường những xà lan chở hàng này, container này của Sài Gòn, Phước Long của Long Sơn nó mới lớn, còn này hơi nhỏ. Đang chạy về nhánh sông của Dàm Kỳ Hôn nè, và chạy về kênh Chợ Gạo. Chở hàng rồi, mặn nước 28 luôn. Xà lan này đóng 2003 cũng rất là lâu rồi các bạn. À, đây có một chiếc xà lan chạy sấy nước trước mũi xà lan luôn, ở trên sông Mekong chạy xuống nè. Và đây là chiếc xà lan cát nha các bạn, thường chở cát. Chạy xuống kênh Dàm Kỳ Hôn mà sấy nước luôn. Và chiếc xà lan chở cát này của Bến Tre nha. Và đây có thêm một chiếc xà lan của ở nhánh sông lớn chạy về của kênh của Dàm Kỳ Hôn đó. Những mẫu xà lan chở cát rất là nhiều luôn. Và chiếc xà lan chở cát này của Vĩnh Long các bạn, máy bơm nước trên rất là mạnh luôn, rồi nước rất là đẹp. Chiếc xà lan nó bao cua về sông Mekong các bạn, về cầu Rạch Miễu. Còn đây là con chiếc kia bán hàng rong. Trên sông nước miền Tây này có những chiếc ghe bán hàng rong rất là tiện cho những chiếc xà lan ở trên sông lớn. Mình mua, có phương tiện mua nặng mình xài trên sông, mình khỏi vô chợ, rất là tiện luôn các bạn. À, đây là có một chiếc xà lan của Sài Gòn nè các bạn, chạy cũng rất là lẹ, chở hàng rồi nè, ở dưới kênh Chợ Gạo chạy lên nè. Xong cái Dàm Kỳ Hôn bây giờ ra sông lớn nè, để em coi ra sông lớn có vẹo xuống sông Tiền hay là vẹo lên sông Mekong nha. Đang đạp máy rất là mạnh luôn nè, còn vẹo nè. Đây là khúc co ở dưới kênh Chợ Gạo mình lên. Rồi giờ là chiếc xà lan chở hàng khu này là lên cầu Rạch Miễu mà
trên dòng sông của Mekong mặt vẹo kéo lên là các bạn. Tới khúc cua là máy rất là mạnh luôn. Và đây có một chiếc ghe sắt ở dưới sông Tiền lên nè. Ghe sắt này rất là đẹp và mới luôn. Tới nước luôn. Chiếc ghe sắt này mới đóng, màu sơn rất là đẹp luôn, là mới luôn nè các bạn. Dập cái mũi xà lan rất là đẹp luôn. Chiếc xà lan này rất là lớn luôn các bạn, màng nước 38 nha. Chiếc xà lan này của Long An ở dưới Long An lên kênh Chợ Gạo và về sông lớn nè. Cabin này rất là cao luôn. Wow, chiếc xà lan đóng 2015 còn mới các bạn. Qua bánh lái đằng sau thấy nước. Rồi chiếc xà lan này quẹo lên sông Mekong. Hai khúc cua đặt máy rất là mạnh luôn. Còn quẹo lên cầu Rạch Miễu. Ở đây là có một chiếc xà lan cũng chở cát luôn. Xà lan này lớn lắm. Mức 36 của Sài Gòn. Chiếc xà lan này quẹo lên sông Mekong mà. Phía bên là có chiếc ghe nhỏ bán hàng rong nữa nha các bạn. Xa có một chiếc tàu dầu rất là đẹp luôn các bạn. Vào buổi trưa hôm nay nước lớn cho nên rất là nhiều xà lan ở dưới Long An và chạy về kênh Chợ Gạo và về sông Dầu Kỳ Hôn này và về sông lớn là rất là nhiều luôn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây. Em hẹn lại những video tiếp theo.